Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh An Giang đạt 6,5%. Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh từ 7 đến 7,5% theo nghị quyết đề ra cả năm 2023, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế tỉnh nhà đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng GRDP đã cải thiện rõ rệt sau mỗi quý. Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GRDP quý 1 của tỉnh đạt 5,31%, tăng trưởng GRDP quý 2 7,82%. Bình quân, tốc độ tăng trưởng GRDP trong 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh là 6,5%, đứng thứ tư trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cao hơn bình quân chung cả nước. Kết quả tích cực này cho thấy công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang đi đúng hướng, đúng trọng tâm với những chủ trương và giải pháp đúng đắn, kịp thời để phục hồi và phát triển kinh tế trong thời kỳ hậu COVID-19. Theo nghị quyết đề ra, chỉ tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2023 của tỉnh phấn đấu đạt từ 7 đến 7,5%. Đây là một thách thức lớn trong bối cảnh nhiều dự báo khó khăn thách thức còn ở phía trước. Về quan điểm của Ban cán sự Đảng sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của nghị quyết với kết quả đạt cao nhất. Tôi đề nghị là các đồng chí phải tập trung, các sở ngành, các địa phương phải tập trung cho sự tăng trưởng quý 3 này. Nếu như quý 3 này mà chúng ta tăng trưởng tốt 8 cho đến 8,5%, nhưng mà thường thì cái quý 4 là cái quý nó cũng sẽ hơi sụt giảm xuống so với lại là quý 2, quý 3. Bình quân lại thì 7 đến 7,5%. Cho nên tôi đề nghị các đồng chí phải hết sức lưu ý cái mốc này. Tôi đề nghị thủ trưởng các sở ngành, các đồng chí cần rà soát lại cái kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm để làm sao ấy mà chúng ta phải nghiên cứu bổ sung nhiều giải pháp quyết liệt hơn nữa, năng động hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để cho chúng ta đạt kết quả cao nhất vào cuối năm. Cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa của người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị, tập trung cải thiện nâng cao chất lượng điều hành và thực thi công vụ của bộ máy chính quyền nhằm tạo ra cái sự chuyển biến rõ nét và chất lượng phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong cái việc sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh của chúng ta. Trong 6 tháng cuối năm, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang sẽ tập trung lãnh chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế, khai thông các nguồn lực hỗ trợ tăng trưởng, thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra về lĩnh vực y tế, thị trường lao động, chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Chúng tôi yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo xin ý kiến đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền, tổ chức chú đáo các hoạt động kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng sắp tới. Mà tôi đề nghị là chúng ta lo lắng nhất, quan tâm nhất những cái tồn tại, những cái hạn chế mà về mặt chủ quan ở địa phương, ở ngành mình. Từ đó mới thấy rằng vai trò của tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành, chúng ta bắt đầu mới về mới rà soát lại. Sau hội nghị này chúng ta về rà soát lại. Hàng tuần có khả năng là họp tuần, họp báo tuần. Thì tôi nghĩ huyện nào cũng có mà họp báo tuần, ngành nào cũng vậy. Mới rà soát lại, giao cho coi như là bộ phận chuyên môn rà soát lại. Bây giờ qua hội nghị tỉnh ủy lần này thì bây giờ là nó dính đến cái ngành mình nè. Nó dính đến địa phương mình cái này nè. Bây giờ các ông chí rà lại có không? Và giao cho đơn vị nào, giao cho cá nhân nào xây dựng cái kế hoạch để khắc phục. Kế thừa kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, với tinh thần trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023.